chị này con gặp với trong khóa tu, chỉ nói với thần tượng sư phụ, chỉ gặp sư phụ được một lần với con trai chỉ một lần rồi. Nghe hả? Ủa con đang đi theo khóa tu của ông thầy nào chổng vậy? Mà con nói kiểu này á, ổng mà lên đây ổng coi được, ổng buồn tội nghiệp ổng. Mình ăn cây nào mình gào cây đó. Đừng có chạy qua đây khen bên đây bên kia, khen bên kia không được. Đang tu ở trong kia. Thôi chứ ngồi ra là chỉ sợ mấy người ở xa tới lên núi không được, rồi mình tiếp chuyện người ta để người ta đỡ phải bực bội khi mất cái vé máy bay rồi mất thời giờ nhưng mới ngồi đây, chứ cũng đâu thích ngồi đây đâu, cũng đâu phải là thầy gì đâu giảng pháp. Mình chỉ ngồi đây để mình làm cho người ta ít nhiều cũng như cái vé ăn ủi của cái vé máy bay của người ta thôi à, không có lãi gì hết trơn á. Bình dân vậy đó. Chứ giờ người ta mỗi một cuối tuần á cả đống người đổ về xem Long Sơn, mình bị chia bộ đóng cửa, giờ làm sao người ta qua ta vô không được, người ta không gặp mình nữa, có phải người ta bực không? Bực là sao? Bực là người ta sẽ không có tin về thi tâm linh nữa, người ta sẽ bị lưu lạc nhiều kiếp tội nghiệp, nên phải gán chịu trận ngồi ở đây có vui gì đâu. Kiệt được rồi, khỏi sư phụ. Kiệt, chị là Kiệt thôi, nhỏ này là đệ tử khác. Đây là tỳ kheo ha. Ừ, chứ kia là em Kiệt, chị em được rồi. Chị em được rồi ha. Ừ. Nhỏ này á, nó có cái lý lịch. Hồi bữa nó cự với sư phụ nó quá trời luôn, nó cự đến nỗi mà giờ nó phải phục, bây giờ nó làm đệ tử. Có đứa nào làm chứng bữa đó không? Trời, nó cự mà sanh tử luôn á. Quên câu chuyện nó cự rồi, nhưng mà nó không có tin. Nó cự đến nỗi mà sau đó vỡ phục, vỡ làm đệ tử luôn. Phải có cự trước, phải đánh nhau trước rồi nó mới phục. À, chứ hồi xưa là nó cứ nghĩ là mấy ông thầy là số 1 á. Cái áo dễ ợt, ngày mai cạo tóc này mặc áo là dễ ợt. Bữa họ mới nào làm chứng, bữa đó bữa con ngồi đó phải không? Con kể câu chuyện thôi. Rồi nó cự rồi, bây giờ nó ngồi đây. Giờ hết cự rồi phải không? Hết cự rồi phải không? Nhưng mà em muốn lên Thiên Long Sơn á, thì giờ thầy không nhận sư phụ, thầy giờ đi tử không? Không có nhận. Nhưng mà em muốn lên Thiên Long Sơn á, là ngồi thiền. Có khi nào có cái lớp á, giờ mình lên ngồi thiền ra Thiên Long Sơn. Em dạy thiền á là em chỉ dạy cho những đứa con họ thiên thôi. Tại trong lúc mà thiền á, khi mà em ngồi á, mấy chư thiên cũng đi xuống ngồi chung với em. Tại vì ở trên trời em có cái chức vụ, thì mấy vị thần với mấy vị thiên á mới kể nể, thì mới độ những đứa con họ thiên ngồi chung với em. À, cái đó nó mới là quan trọng. À, rồi để mà lấy hết mấy cái trường của mấy đứa con họ thiên để mà cho nó khai tâm cho lẹ, để được đi về. Nhưng mà chị không phải hội thiên, chị ngồi ông bên, chị con có mấy ông thầy thì ngồi ông bên. Có thầy hả? À, chứ phải con hội thiên thì mới ngồi chung. Em không phải con với thầy đâu, em là con của hội thiên đó. Thế đó không phải biết. Thầy đâu à? Cho nên bây giờ mới mấy chị dị trên á mới kêu làm cái ID á, tức là cái hình trên mạng á. Mỗi người có cái hình đưa ra khác. Nó không nhận ai hết trơn. Không nhận hả? Tại sao? Tại mình không có. Tại sao?
Anh không muốn làm thầy ái chứ. Muốn làm thầy ái hả? À, hay là sư phụ sợ con hả? Sợ con hả? Không dám nhận hả? Sợ hả? Thấy bồ đồ sợ quá không dám nhận hả thầy? Em thấy bồ đồ tu sợ hả? Bồ đồ được không? Ai mà bồ đồ đi cũng được rồi phải không? Hồi nãy sư phụ nói đó, ai mà bồ đồ đi cũng được hết mà. Tu chân chính là không á mới là vấn đề. Sư phụ. Để ăn chút qua chị nói hồi mắc nghẹn này xong. Cái giờ không vô ngồi đây, ngồi đây. Chưa tới giờ. Nhớ vậy. Giờ con chỉ đi học thiền thôi. Thế nào ở chổng có giờ vô ngồi đi. Ai mà làm sư phụ mà. Chỗ này là bạn bè nào nói chuyện không có thầy trò gì vậy á. Ở chổng mới thầy trò, còn đây ngoài này là mặc áo này thầy gì. Nói chuyện để mà hiểu nhau thôi. Hả? Chị muốn làm gì con đâu biết đâu. Ai? Chị muốn làm cho hộ con không ăn rồi không ăn ăn rồi mất công mất nợ muốn ăn tôi tự tôi lấy à không có hết ai đưa dân tới chân á mình không phải là thầy hứa trong đây á đợi mấy thầy ăn xong tới phiên mình ăn mình đói cũng muốn chết còn này thoải mái. Okay.
Ok, ở đây ngồi chơi đi, chuyện tiếp. Còn Bin, thằng Bin còn nói chuyện. Khi nào nó mở cửa lại hả? Từ từ mở lại. Chị Linh nói chị kiếm cái gì? Kiếm Phật hả? Hay là kiếm thoải mái? Nó có hai loại. Hay là kiếm khỉ bảy màu? Ba loại. Muốn kiếm thứ gì? Trên một là kiếm Phật. Mỹ thì lên kiếm thoải mái phải không? Phong cảnh. Còn có những người hiếu kỳ thì kiếm khỉ bảy màu. Thì giờ mình không có phong cảnh, mình không có Phật. Phật đây cũng có nè. Mình kia khỉ bảy màu thì đang ngồi đây. Khỉ bảy màu á, chúng sanh hay hay xém nhẹn mình á, hay xỉa xói mình á, mình hiếu kỳ á, có bảy dòng hào quang, bảy màu, rồi mình thì người đời không có tôn trọng mình thì mình cho mình khỉ bảy màu luôn, kiếm khỉ bảy màu, đừng có bắt khỉ đem làm thịt là được rồi. Khỉ làm cho mọi người vui, mọi người hạnh phúc. Khỉ làm cho mọi người đi về trời. Lâu à? Con làm đó cũng good idea đó. Hay á. Mà nếu mà con giỏi nữa, mấy cái làm sao mình không có sử dụng được. Chỗ đó nó nóng quá, nó không có cái đất á. Nó lấy phụ ngồi nóng chịu không nổi, không có thở được. Ở đây dầu sao mình cũng đỡ hơn. Con lấy hai cái đó con đem cắm vào chỗ này có lý. Ở đằng sau mình còn hai cái, mình gỡ ra đi, mình đem ra đây mình để. Ở về con cắm xuống đây đi. Ừ, tại chút chưa nắng, chỗ này nó nắng nè. Để qua chỗ khác đi. Ở trên kêu á, nhận đệ tử đứa nào không có ăn như là còn giúp, còn có sức, để khi mà Đức Thầy xuất hiện á, thì mang cái đống đi về bển thì phục vụ cho Đức Thầy. Chứ còn mang đệ tử mà như kiểu như con mà nói chuyện lắm nhảm kiểu này, cứ khóa tu nào cũng chạy theo, thầy nào cũng chạy theo, nó không có theo cái lời lối. Những người nào mà gọi là giống như có tài á, tại vì mấy vị kêu phải chọn trước. Rồi những đứa nào khi Đức Thầy ở bên Việt Nam mà xuất hiện á, thì lúc đó thì giúp cho cái hội Long Hoa ăn chút. Còn mấy con là không có lọt hội Long Hoa, mấy con cứ đi theo thầy đi. Cái đó là ở trên đã nói cách đây 3 năm rồi. Con thuộc dạng mê tín hơi nhiều, làm sao là vô hội Long Hoa, phải có bi chí dũng. Bây giờ là con thuộc dạng lững lơ đó, con chưa có biết là con rớt về nơi nào. Con có đi tìm, con tìm 10 năm nay rồi, con tìm chưa có được nơi nào. Con muốn rớt về cái nơi nào mà đúng vị trí của con là con sẽ ở đó, nhưng mà 10 năm nay con đi tìm chưa có tìm được vị trí nào. Thưa sư phụ, con giờ đang lơ lửng ở đây nè. Kêu kiệt đi, không có kêu sư phụ tôi, không phải sư phụ của chị. Bây giờ là như là lơ lửng
lửng á, bây giờ như là lơ lửng trên mây á. Lửng là lấy dây treo cổ luôn em. Nhưng mà sẽ đi tìm. Tại vì khi mang họ Thiên mà chạy theo Đức Thầy, chạy theo Kiệt, mà một người mà đi ra đại chúng mà nói vô này nó sẽ hư cái tên của họ Thiên. Cho nên không phải dễ mà muốn ai vô họ Thiên là dễ đâu. Phải giữ uy tín của cha Thượng Đế. À, mà cứ chạy theo thầy này thầy nọ rồi bữa nay á, bị này nghi ngờ, cái kia nghi ngờ, nó sẽ mất uy tín của không phải dễ như vậy đâu. Không có nghi ngờ bất cứ ai. Nhưng mà con tới. Ok, thôi không có nói chuyện tai ngang nữa, A Di Đà Phật. Cứ vô ngồi thiền đi, làm ơn. Ở trên mấy vị kêu người nào phải có ăn học, có giỏi để mà khi Đức Thầy xuất hiện về giúp. Hội Long Hoa là hội anh tài để giúp nước Việt thôi. Chỉ chọn vậy thôi à. Chứ không phải ai cũng muốn làm họ Thiên cũng như... Thì khấn như hướng Đông Bắc thì là cái đó là khác. Sao đệ tử? Cái gì xin lỗi? Con đâu có lỗi gì đâu xin. Hả? Cái quan trọng nhất hiện bây giờ con đang dự khóa tu thì con cứ đi vô tu. Khi nào con không có trong cái danh sách khóa tu á thì con ra con ngồi để làm chi? Để cho cái vị thầy trọng á, với mấy người trọng người ta không có bận tâm về con. Mấy vị bận tâm sư phụ ở đây cũng phụ đọc được cái suy nghĩ của họ mà. Cho nên con cũng phải giữ cái đó. Sư phụ cũng tôn trọng ở trong. Thì con đang giữ khóa tu con vô. Chứ ổng ngoại ổng cứ nghĩ này ổng cũng là người phàm thôi. Nhưng mà sư phụ không phải người phàm, sư phụ hiểu được cái tâm của ổng. Cho nên con phải vô giữ khóa tu đi. Tại con đang ghi danh khóa tu 10 ngày. Con break đâu, đâu thấy ai break đâu. Ở đây vô ngủ hả? Đố đi thiền mà sao đi ngủ? Tại vì giờ chưa ngồi thiền, cũng mất. Tức là nghĩ hiện giờ là con đang dự hai khóa. Một khóa của con của thầy. Một khóa con của ông trời. Con của ông trời ngồi đây. Còn con của ông thầy ngồi chấm. Con cứ vô chấm 10 ngày đâu phải không? Con dự khóa 10 ngày. Hay gì là Phật này chịu chơi dữ. Ngồi đi em muốn ngồi. Nhưng mà ta đang ngủ hả? Ok rồi để. Tưởng con ốm rồi, con ngủ cũng đâu mập thêm được nhiêu. Khó ngủ hả? Con của ông trời đứa nào cũng ngủ thẳng cẳng hết trơn á. Theo con mình con là lọt sổ vậy. Tại vì khi mỗi gần về núi á, con lấy điện thanh. Con đi lăng tăng chỗ này chỗ kia. Con biết khi mà con ngồi ở một cái đại chúng đông người á, ở đây cũng vậy. Ở trong đó có biết bao nhiêu người, người ta có cái trược khí. Thì con vô cũng xe hết à, nó cũng y như con Covid vậy đó. Nó quan trọng lắm á. Vụ không có giải thích này trên này thôi, nhưng mà bữa nào á. Ví dụ như con nhìn thấy con đám tỉ mụi của con nè. Đứa nào cũng theo sư phụ, đứa nào cũng tươi tỉnh vui. Là tại sao? Cũng một đường thôi, cũng đọc kinh, cũng lên núi. Nhưng mà nó khác hơn nhiều lắm. Đi cũng tốt, mình biết cái công thức thì cũng tốt chứ không có gì. Hồi con đi xưa đi mấy này nhiều lắm. Mà cuối cùng ngồi nghiệm lại đi lăn xăng tưởng đâu là trịnh trọng vậy lắm. Giống như bàn hội nghị G7, G20 gì đó. Mỗi lần khóa tu đó là cứ lăn xăng cứ lo rồi tới ngày tới giờ. Cái đó là mình tạo ra một cái activity busy cho cái tâm của mình comfortable. Cho cái tâm mình đừng có náo động. Con cứ bình thản relax. Về núi lại Phật.
lâu lâu gặp tỷ muội ngồi ăn uống ngoài trời với sư phụ vậy nè, có phải là cái điển thanh con mỗi ngày nó tăng lên không? Mà con cứ lăn tăng cuối cùng rồi á, vừa được chút ánh sáng, gặp chút lọ lem. Hả? Không có làm nữa, không làm. Má con khỏe không? Vậy hả? Ủa, đám đệ tử Hội Thiên tụ tập bữa giờ đâu nào bị ta? Sao con hết nặng này tới tay kia hoài vậy? Ở đây cả đống mấy đứa ở đây tụ tập mỗi ngày có bị gì đâu. Hỏi anh Dương kìa, nó vui vẻ kìa, Chinh rồi kìa, đứa nào có bị gì đâu. Ở ngày nào lấy nước của mẹ xối mặt lên núi tưới cây có phải là tinh thần phấn khởi không? Dạ. À. Mình khi mà sư phụ đã giải thích cái này cách đây 3-4 năm rồi, mà con người mình nó có cái hào quang. Mấy đứa con thì một dòng, sư phụ có 7 dòng. Nhưng mà một dòng á, mà màu đen á, là con vít nó đen quá không, nó chui vô được. Nó giống như ăn trộm mà ban đêm mà không có bóng đèn nó vô nhà mình. Còn mà con tu tập không có đàng hoàng á, con không có hào quang, mà con nghĩ là con tu tập giỏi chạy lăng thang răng là chỉ cho cái tâm con nó comfortable thôi, có activity thôi, có náo nhiệt thôi, có nhóm hội gì thôi, chứ nó không có tăng trưởng được cái hào quang. Thì cái con COVID nó dễ tấn công lắm, mà thù nó thật á. Nó cũng thuộc dạng có một chút âm binh chổng mà. Nhưng mà nó cũng có mắt á, COVID nó có hai mắt, nó ngó. Người nào đen là chui vô, người nào sáng thì né ra. Chú nói thật mà. Chứ không phải là con COVID nó không có mắt đâu. Ủa Hải, cái này con mua ở đâu Hải? Dạ. Cái này mua ở đâu vậy, đã vậy? Costco. Quá giỏi ta. Công nhận siêu thiệt. Mấy đệ tử này quọt quẹt vậy rồi cũng. Mình tị nạn này đâu giống tị nạn đâu, sen quá rồi, cái này tị nạn kiểu này là năm sau rồi. Ngày qua thì phụ nó chuyện mà bên hông hè, dòng nó bù vụ quá trời. Tại vì cái đó tụi nó bệnh, qua đây đỡ chút nó cũng có. Sáng giờ nó cũng tới đây nè, phụ kêu đi mệt quá. Họ cũng như người mình thôi, họ cũng thích ngồi gần cho phụ để nghe cho phụ nói chuyện. Chư Thiên cũng vậy, cũng đang đồng giọng đây, cũng thích nghe cho phụ nói chuyện. Một cái khởi tâm của phụ, một cái lời nói cho phụ á, là 36 tầng trời mấy vị đều nghe hết á. Chứ không phải là bình thường đâu đó. À, mấy vị nói mà. Bữa sư phụ khấn cho xe tăng của Nga bị đông lạnh á, là tất cả chư thiên chư thần ở trên thế giới này, tất cả các quốc gia từ Phi Châu cho tới những cái quốc gia mà gọi Hồi giáo á, mà tất cả vị thần đều biết hết. Lúc đó có cha đứng ở chỗ Thiên Long Sơn của mình á, là trên khán đài á, là mấy vị ở bên kia cũng quỳ về hướng Thiên Long Sơn luôn á. Bữa đó là long trọng lắm á. Có mấy cái ông angel mà có cánh nữa. Mấy ông ở đó luôn. Có Chúa, có Đức Mẹ luôn, đầy đủ hết. Thánh, thần, tiên, Phật gì đầy đủ. Là ngay ngày đó là 40 cây số bị đo, mấy ông cho bão tiết xuống liền á. Nên người đời không bao giờ nghĩ là ở trên có sức mạnh phi thường. Ở trên chỉ cho mình xảy ra từ lớp, từ lan, rồi để cho mình học những cái bài học. Bữa nay Putin sẽ thua, sẽ xuống, thì mình học được cái bài học là không phải là độc tài hung dữ, vũ khí mạnh lại là thắng. Nước Nga nó có tài nguyên, nó có dầu hỏa nè, nó có cái khí ga nè, đúng không? Rồi nó có lúa nữa. Nước Việt Nam mình đâu có gì đâu.
mà nó có vũ khí bán cho thế giới, mà hôm nay mà nó mà xong chuyện đi là vũ khí nó bán không ai mua nữa, là trả cái nghiệp lợi á, trả cái nghiệp lợi cho mọi người bị nhân quả. Mà trước khi đánh là mình đã nói là nó thua rồi. Vì Trung Cộng cũng y chang vậy nè. Mà Trung Cộng nó khôn hơn, tại vì có người dịch từ tiếng Việt ra tiếng Tàu, rồi với nó xài tâm linh thiên ma đó. Nó là nó có ông và có ông khỉ bảy màu Venga thời đại nói chuyện sắp sửa xảy ra, nó biết sợ. Cho nên nó cứ cầu cưa, nó muốn đánh mà không dám đánh. Nó muốn đánh Đài Loan lắm mà không dám. Tại biết nó chống không nổi ở trên. Cái anh mắt kiến anh có đặt câu hỏi gì không anh? Anh ngồi anh nghe không à, em nhiều chuyện lắm, mà muốn nghe chuyện gì thì đặt câu hỏi thôi. Chuyện trên trời thì em rành hơn chuyện dưới đất. Chuyện dưới đất có thể anh kiếm Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy. Chuyện trên trời kiếm em. Hai thằng đó nó giỏi chuyện dưới đất lắm. Hả? Trời phải đặt câu hỏi, mà hỏi cái gì? Nói chút nữa, từ đây tới chiều né nhiều góc lắm. Từ từ đổi, nắng này đâu nhầm gì đâu. Đó, sư phụ nói là tất cả chúng ta, những người nào mà thích Thiên Long Sơn, thương Thiên Long Sơn, thương Thiên Tuấn Kiệt, thương Thượng Đế, thương Phật Di Lạc, thì làm ơn mỗi người khấn một tiếng. Tại vì Thiên Ma đang cản mắt cản mũi mấy thằng thổ tả này. Chứ không phải là cái đó, là sư phụ xuống đây chỉ tạo ra những cái phương tiện thôi. Mua đất Cali, mua đất Houston, rồi mai mốt đi khắp thế giới mua nữa, để mà tạo phương tiện, để mà nối lại dòng giống con rồng cháu tiên, phong tục văn hóa đạo đồ này nọ, là nhờ phải có cục đất mới cắm dùi, rồi từ có cục đất mới có tụ điểm, rồi mới đầu mới nói lên lịch sử. Chứ những đứa con ở tiểu bang Virginia hay Atlanta gì của anh này đi, mà không có cục đất mà để ngồi lại mà nói chuyện, thì tụi nhỏ nó lớn lên nó Mỹ, nói tiếng Mỹ không à, nó quên tiếng Việt á. Trời ơi, đã vậy ta. Mày á. Cái này quá đáng nha. Đây, ở dưới á, dưới cái giò nằm dưới chích đạp xuống. Rồi. Trời mưa có không sợ tụi mình. Cái này này kêu mà. Hắn đại tử này dễ thương. Hồi nãy thầy trả lời chị đó là đúng á, tại mấy vị nói thầy nhận đệ tử những người nào mà ăn học giỏi mà tuổi trẻ kìa. Khi mà nước Việt mà gọi là hội anh tài, hội Long Hoa đó, thì lúc đó là những người đó sẽ về á. Chứ còn nhận về già rồi cứ lâm gì lẩm cẩm, bi mà không có trí, không có dũng, nó mệt tim thêm. Là mấy người mà không có vững á, cứ hễ mà đi qua bên thiên, cái đi qua gặp mấy ông thầy nói ngược lại hết, rồi cái tâm chập chờn á, thì lúc đó nó sẽ làm cha bị mất mặt á. Cha trên mất mặt.
Chú Phụ mất mặt thì đã qua đâu còn mặt chứ là mắt nữa. Mặt dày quá rồi, cho nên chỉ sợ cha mất mặt thôi. Ai đặt câu hỏi gì mới có đề tài nói chuyện, còn nếu mà biết nói thì biết nói, muốn nghe gì phải có câu hỏi. Ngồi đây ở trong cái quả địa cầu này á, nó có một ngày gọi là ngày tạo thiên lập địa. Mỹ nó cũng có cái ngày mà nó đâu có biết rõ là chính xác ngày nào, cho nên Mỹ nó có ngày lễ gọi là The Earth Day á. Còn ở trên cho phụ biết có một kỳ á, là hình như đâu khoảng ngày 19 tháng 10 á, là ngày mà nhân loại đầu tiên đặt chân lên quả địa cầu này từ cõi Quan Âm Thiên. Thì những cái thông tin của phụ là trên trời nói, còn của Mỹ á, nó hình như nó của là ngày nào mà tự nó chọn ra, nó gọi là ED á. Còn chú Phụ á, là cái ngày đó là chính xác á. Muốn nói chuyện tu tu không à? Cái này tự nhiên hết pin ta. Chờ một chút hết pin này. Có cục đó rồi ta. Đâu? Tại không có biết ê địch, nó hết pin rồi phải đổi pin.